Hôm nay là gò quao thất thủ nha các bạn ơi, ngay tại ngã ba Sóc Ven. Mọi người đang tập trung đổ xô về dân hương ở tại chùa Sóc Ven mới. Hôm nay là ngày thứ hai là cái lễ khánh thành cái ngôi chính điện chùa Sóc Ven mới, cho nên mọi người rất là đông luôn nha các bạn, chen chúc nhau để có thể đi dân hương. Quá là vui luôn các bạn ơi, các bạn đã đi chưa?